Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com và em là Kiên xe đạp. Vâng, và hiện bây giờ em đang làm cái live stream này để một cái live stream ngắn để tư vấn các bác có rất là nhiều cái câu hỏi trong cái thời gian trước và thời gian trở lại đây thì rất nhiều bác hỏi, các bác hỏi là lên mua xe đạp thể thao loại nào. Thì nói về xe đạp thể thao thì như các bác đã biết hay là như em đã giới thiệu rất nhiều trong những thời gian qua thì xe đạp thể thao gồm có chủ yếu chính là ba loại, đó là một là xe đạp MTB hay còn gọi là mountain bike, hay còn có một tên gọi khác đó là xe đạp leo núi. Loại thứ hai đó là dòng đua hay còn gọi là dòng road, được đặc điểm nhận biết là tay cong, tay khoằm hay là tay cong xuống, rất là nhiều cách gọi nhưng mà nó đều là gọi chung là dòng road hay là dòng đua. Xe đua là tay cong, tay khoằm gì đó, tùy từng nơi gọi. Và dòng thứ ba là dòng line, giữa hai dòng này đó là dòng touring. Touring để đi trong phố, xin chào bác Hiền Trung. Touring để đi trong phố thì rất là nhiều các bác hỏi là lên lựa chọn cái, xin chào bác Quyết Hiếu, lên lựa chọn cái dòng xe đạp nào để mà sử dụng và đi tập luyện hay là đi theo phù hợp với cái mục đích sử dụng của các bác. Thì em xin làm cái live stream ngắn này, xin chào anh Khoa Phạm, thì live stream ngắn này để trả lời các bác là lên chọn dòng xe đạp nào trong những cái dòng sau, đó là dòng touring, dòng xe đạp địa hình hay là dòng đua. Thì về cơ bản em sẽ nói về dòng xe địa hình trước. Vâng, em sẽ nói về dòng xe địa hình trước. Thì đây các bác đang nhìn thấy đây là dòng xe đạp địa hình. Đặc điểm nhận biết của dòng xe đạp địa hình thì nó sẽ là lốp, nó là lốp 26 hoặc lốp 27 là thông dụng nhất bây giờ, là lốp 26, không, lốp 26 inch là thông dụng nhất bây giờ. Rồi số người thì có sở thích là đạp lốp 27, nhưng 27 thì không thông dụng bằng và rất khó mua lốp khi mà lốp hỏng. Đấy, thì là lốp sẽ là lốp to, cái quả lốp nó to nhưng mà đường kính này, đường kính thì bé hơn 700c, nhưng mà quả lốp tức là cái độ to của bản lốp thì to. Và cái đặc điểm thứ hai là có giảm sóc, một số xe thì không có giảm sóc nhưng mà thường 90% là sẽ có giảm sóc. Khung ngắn, size thấp, lốp to và tay là ghi đông là tay bằng. Đấy, mọi người hay gọi là tay bằng. Thì đây là đặc điểm nhận biết của xe đạp dạng leo núi, hay còn gọi là xe MTB hay là còn gọi là xe địa hình. Đấy. Xe MTB, xe địa hình, xe leo núi đều là một tên gọi của dòng xe này. Đặc điểm nhận biết là bánh đường kính nhỏ, quả lốp to, có giảm sóc, tay bằng. Thế thì xe này phù hợp cho những ai? Từ theo quan điểm cái đạp xe, em cũng thường đạp xe, thì theo quan điểm của em thì xe này, thứ nhất nói về tốc độ thì không thể nhanh bằng bánh 700c và lốp nhỏ được. Cho nên là xe này về tốc độ sẽ phù hợp cho những người không quan tâm đến tốc độ đạp xe, không cần đua bơi nhanh thì dùng xe này. Nói thứ hai về độ đầm thì lốp này rất là to, hơi to, quả lốp to cho nên là chứa được nhiều hơi, cho nên nói về độ đầm thì lốp này rất là đầm. Cho nên là những ai mà thích độ đầm, đi không sóc, êm thì lên sự lựa chọn dòng xe này. Đấy, nói về độ đa địa hình thì cũng xe này cũng đáp ứng rất là tốt, bởi vì nó gọi là dòng xe địa hình cho nên là nó có giảm sóc và có lốp to, đi mọi mặt đường đều được, đi dốc, leo núi, những cái đá gồ ghề, những cái đường xấu hay là đi trong phố, đường nhẵn, đường nhựa đều rất là tốt, đều đi được hết. Đó là những cái ưu điểm. Về tốc độ thì không có tốc độ cao nhưng mà đi bù lại là rất đầm. Đấy, và rất êm bởi vì lốp to và có giảm sóc. Đấy, nhưng mà nhược điểm thì là tốc độ không cao cho nên là đạp rất bì chân và đạp nhanh mỏi. Nếu ai mà có nhu cầu về giảm béo thì nên chọn xe này, tức là xe này sẽ phù hợp với những ai có thân hình mập. Cân nặng nếu mà đàn ông thì khoảng từ khoảng 70 cân đổ lên là thân hình mập là một. Thứ hai là có chiều cao thấp, và xe này cũng một cái điểm
Lợi ích nữa là phù hợp với rất nhiều chiều cao khác nhau, bởi vì khung xe là có size thấp nhưng mà lại sử dụng cho người cao được. Và ai có cân nặng cao từ 70 cân nặng từ 70 cân trở lên, nếu mà muốn giảm cân không quan tâm đến tốc độ đạp thì nên lựa chọn dòng xe địa hình này để sử dụng đạp tập thể dục. Còn nếu ai mà mua dòng xe này để mà đi làm, sáng ra xách xe đạp đi làm đến cơ quan thì theo em là không nên sử dụng. Tại sao? Bởi vì dòng xe này là lốp rất to. Lốp rất to cho nên tạo ra lực ma sát lớn với đường và đạp rất nặng, rất mất lực. Từ lúc cho nên là lý do mất lực sẽ làm cho người đạp nhanh đổ mồ hôi, nhanh toát mồ hôi và đạp chậm. Các bác thử hình dung nếu như mình dùng chiếc xe đạp này mà đi đến cơ quan, áo ướt đẫm mồ hôi thì các bác làm việc cả một ngày rất là khó chịu. Cho nên là nếu mà để lựa chọn chiếc xe đạp để đi làm thì theo em là không nên lựa chọn dòng xe đạp đua, à quên, xin lỗi, xe đạp địa hình, mà chỉ lựa chọn dòng xe đạp địa hình này với hai đối tượng. Đó là một là đối tượng học sinh. Đối tượng học sinh từ cấp 2 cho đến cấp 3 rất là thích chuộng dòng xe đạp địa hình này. Đó. Và đối tượng thứ hai là những nam giới có cân nặng béo, mập và người đậm người, nói chung là cao cũng được mà thấp cũng được nhưng mà khá là béo thì nên lựa chọn dòng xe đạp địa hình. Thứ nhất là để giảm béo rất tốt, bởi vì nó đạp chậm nhưng nó mất lực rất nhiều. Đấy, và nó đầm. Cái thứ hai nó phù hợp với cái cân nặng to, cân nặng quá khổ của những người cá béo, bởi vì khung nó rất là to và lốp to. Và cái thứ ba là đi người béo mà cưỡi lên một cái xe địa hình thì trông nó hợp hơn là cưỡi lên một cái chiếc xe touring hay là chiếc xe đua, và giảm béo rất là tốt. Đó là những cái lý do lên và không lên để các bác chọn xe địa hình để sử dụng làm cái phương tiện tập thể dục hay là phương tiện để mà đi lại hàng ngày của mình. Đấy, em xin tóm tắt lại là béo hay là học sinh muốn tập giảm cân thì nên chọn địa hình, và nếu đi làm thì không nên chọn dòng xe địa hình bởi vì rất mất lực và đổ mồ hôi. Tiếp theo em xin đi đến dòng thứ hai, đó là dòng xe đạp touring. Touring, à thôi em đi ok đến touring nha. Touring là một dòng về cơ bản thì nó sẽ trang bị, ở Việt Nam nó sẽ trang bị bánh 700C, quả lốp nhỏ cho đến vừa chứ không to. Thứ hai là về giảm xóc thì nó có dòng touring có giảm xóc và không có giảm xóc. Về tay lái thì thường nó sẽ là tay bằng hoặc là tay cánh bướm để cho các bác có thể chằng nhiều đồ và các bác có thể đi xa nhiều hơn. Khung thì nó vẫn dạng khung báng súng. Tại sao gọi báng súng? Bởi vì nó hình tam giác, nó như cái báng súng chĩa về phía trước nên gọi là khung báng súng. Touring thì có thể lắp được, cho phép các bác lắp được rất nhiều phụ kiện, ví dụ như chắn bùn, ví dụ như là gác ba ga để chở đồ, chở con đằng sau hoặc chở đồ nhẹ, rồi bánh nhỏ. Đó, đấy là về cơ bản của dòng touring. Thì touring về cái căn bản, cái tên của nó nữa thì nó cũng đã thể hiện là một cái dòng xe để đi tour. Đấy, in là động từ, tour là động từ, đúng không ạ? Thì là để đi tour, đi trong phố hay là đi phượt xa, thì dòng touring là bản thân cái tên của nó đã thể hiện là cái công dụng của nó rồi. Thế thì ưu điểm của dòng này là cái bánh vừa hoặc bánh nhỏ cho nên là đi rất là lướt, rất là bon, không bị bì chân. Nhưng mà ưu điểm thứ hai đó là đã gọi là touring cho nên là xe rất là nhiều chỗ để lắp thêm các cái phụ kiện như là chắn bùn, gác ba ga hay là các cái giá để chằng đồ để các quý vị phượt đi xa. Đấy, ưu điểm thứ ba là phù hợp với các cái đường trong phố. Ưu điểm thứ tư là được nhiều người sử dụng và dễ điều khiển nhất trong các dòng, đi lướt nhất và dễ điều khiển nhất. Và chúng ta em sẽ đi đến nhược điểm của dòng này. Nhược điểm của dòng này thì một số dòng thì không có giảm xóc cho nên là đi một số quý khách thì kêu là đi hơi tức tay. Thế nhưng mà không, một số quý khách thì lại rất là thích dòng touring không giảm xóc, còn một số quý khách thì thích dòng touring có giảm xóc. Thì hai cái mẫu này nó đều là lai giữa địa hình và xe đua. Bản chất của nó là bánh thì là bánh xe đua hoặc là lốp về béo bằng xe đua hoặc là to hơn một chút, nhưng mà nó lại sử dụng tay ngang của địa hình và khung xem địa hình cũng dạy xem đua, nói chung là nó lai nhau. Thì nhược điểm của nó là không có giảm xóc và đi hơi tức tay. Đấy, còn ưu điểm của nó thì nhiều hơn, là gắn được nhiều
cái phụ kiện như là chấn bùn, gắp ba ga, tay thì tay bằng rất dễ điều khiển. Đấy thì cái xe touring này thì phù hợp với những ai? Em nghĩ theo quan điểm cá nhân của em thì xe touring này phù hợp với đối tượng thứ nhất là thích đi phượt bằng xe đạp, đi tỉnh xa bằng xe đạp thì nên lựa chọn dòng touring. Đối tượng thứ hai là sử dụng xe đạp để đi làm, đi cơ quan, từ nhà cho đến nơi làm việc khoảng 1, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, rất là gần, không sử dụng xe máy. Thì giờ các bác nên lựa chọn dòng touring này rất là phù hợp. Và đối tượng thứ ba đó là các cái cháu đi học sinh, nhưng mà theo kinh nghiệm bán xe đạp của em thì các cháu học sinh thì không thích sử dụng dòng touring mà thiên về thích sử dụng dòng địa hình nhiều hơn. Ưu điểm của dòng xe này thì đi bon, gá được nhiều đồ cho nên là các bác đi làm rất là nhàn, không bị đổ mồ hôi nhiều. Đấy, nhược điểm thì hơi sóc một tí thế thôi. Chứ còn touring này thì ngay cả bản thân em thì em cũng rất thích đi touring chứ em không thích đi địa hình. Em cũng không thích đi xe đua. Để mà nói về xe chạy nhanh, xin chào anh Nguyễn Trường Hiệp, để mà nói về xe chạy nhanh nhất thì lại là xe road. Xe road là xe đua nhưng mà nó cũng có nhược điểm của nó chứ không phải nó hoàn toàn tất cả là ưu điểm hết. Đấy thì em xin tóm tắt lại là nhược điểm của touring này thì nếu như dòng không có giảm xóc thì hơi xóc thế thôi, còn ưu điểm thì nó nhiều hơn, nó cho phép chằng nhiều đồ, nó cho phép lắp được nhiều phụ kiện hơn, nó đi phượt tốt hơn, đi làm thì đỡ mệt hơn dòng địa hình, đỡ đổ mồ hôi. Nhưng mà cũng lại ngược lại, dòng địa hình thì để giảm cân tốt hơn, còn nếu mà đạp touring này để giảm cân thì hiệu quả là không bằng dòng địa hình được, bởi vì là cái lực mất của nó ít hơn, lý do là cái lốp của nó bé cho nên ma sát với mặt đường ít nên đạp nó rất là bon, cảm giác là đạp mấy chục cây không thấy mệt như là đạp địa hình. Các bác chỉ cần cua địa hình khoảng 15 cây các bác vã mồ hôi ra, nhưng mà các bác cua cái tour dòng touring hay là dòng road ấy thì tầm 20 cây là chưa thấy vã như là địa hình đâu, cho nên không mệt nên giảm cân không được. Đấy, đi thông răng thì theo kinh nghiệm bán hàng của em thì các bác trung tuổi từ khoảng 35 40 đổ hết về 6 70 tuổi rất thích dòng touring của Nhật hay là dòng touring khác chính hãng đó thì các bác rất thích, chứ còn địa hình thì các bác không thích. Địa hình thì thường là những cái người béo, giảm béo hoặc là học sinh cấp 2, cấp 3 thì thích hơn. Đó là em nói về dòng touring. Và tiếp đó là dòng thứ ba, đó là dòng xe đạp road. Đặc điểm nhận biết của xe đạp road thì thường sẽ trang bị bánh, hầu như là em thấy 90% trên 90% là trang bị bánh 700C. Quả có thể từ 23 700 nhân 23C cho đến 700 x 28C cho đến 700 x 32C là chấm hết, chứ không lên đến 735 38C. Những quả lốp 700 x 35 38C thì sẽ được trang bị cho dòng touring. Về bánh 700C, nhiều bác chưa biết em cũng nói qua là dòng bánh touring cũng là 700C, dòng bánh xe đua hay còn gọi là xe road thì cũng là dòng bánh 700C, nhưng đường kính nó giống nhau nhưng chỉ được khác quả lốp. Thì xe đua sẽ được trang bị các cái cỡ lốp như là 700C nhân 23, 700C nhân 25, 700C nhân 28, 700C nhân 32 là hết. Còn từ 700C nhân 32 thì dòng touring sẽ trang bị các cái cỡ lốp như 25, 28, 32, 35, 38, 40, 45, thậm chí lên 48. Quả lốp 700C nhân 48 thì quả lốp nó to gần bằng lốp địa hình ấy, nhưng mà đường kính là 700C. Cho nên một số lốp của dòng xe road có thể lắp được cho dòng xe touring, và ngược lại một số lốp kích cỡ không lớn khác biệt nhau quá thì có thể lốp của dòng xe touring có thể lắp được cho dòng xe road. Vâng, anh Nguyễn Trường Hiệp có hỏi là đi đường xa nên chọn dòng xe nào, có sợ đang đi thủng sâm? Cái xe nào mà có sâm thì cũng phải thủng anh ạ, chỉ trừ có xe tăng là không thủng sâm, với xe tàu hỏa, xe hỏa, xe lửa là không thủng sâm thôi. Thì mình nếu mà sợ thủng sâm thì mình nên mang theo một đôi lốp sâm sơ cua, và ở đây mình đi đường xa thì mình nên nên chọn cái lốp mà tanh bằng bằng vải hay còn gọi là tanh mềm, có thể gập được. Thì như nếu mà tanh thép thì không thể gập được, thì mình nên chọn một cái lốp mà đúng cỡ của xe đạp mình nhưng mà là tanh vải, có thể gập được vào. Lốp tanh vải gập vào rất gọn, chiều dài chỉ khoảng 20-25 cm thôi, và một cái sâm và một cái bơm để mình sơ cua nếu như mình phượt xa. Và nếu phượt xa thì mình nên chọn dòng touring anh nhá.
theo ý kiến của em là nên chọn dòng touring. Thế thì đặc điểm nhận biết của dòng xe road này là bánh 700C càng là càng đơ, không bao giờ có dòng road nào mà có giảm sóc cả các bác ạ. Càng đơ hết, tức là càng không giảm sóc. Và đặc điểm thứ hai rất dễ nhận biết đó là tay cong, tay khoằm xuống, có thể trang bị tay lắc hay là tăng tay chuyển số trên khung hoặc trên ghi đông đó. Và đĩa thì thường là hai đĩa, và đĩa rất to, nhiều răng. Dòng touring hay là dòng địa hình thì nó ít răng, để nó đi trong phố hay là nó đi leo núi. Touring đi trong phố thì địa hình thì ít răng nhất, touring thì vừa vừa. Còn dòng road thì rất là nhiều răng, đĩa đĩa rất là nhiều răng để mà đạp đường trường, thiên về tốc độ. Thế thì dòng road này ưu điểm là đi nhanh nhất trong ba loại là MTB, touring và road. Thì là road là đi nhanh nhất, xe đua là đi nhanh nhất. Đấy là ưu điểm thứ nhất. Thứ hai là giúp cho người đạp là đi với quãng đường rất là xa mà không mệt mỏi. Đó là ưu điểm. Và ưu điểm thứ ba là thường là dòng road thì nó sẽ cấu tạo các cái khung hay là các bộ chuyển động, nó sẽ đắt tiền hơn những cái xe cùng cấp của dòng touring. Và xe đạp đắt nhất thế giới, mọi các loại xe thì đều là xe road thôi. Xe road là đắt nhất, chứ còn xe touring với xe địa hình thì không, thường là vượt không cái nào đắt nhất vượt quá 30 triệu cả. Còn những cái xe đạp đua giá 30 triệu vẫn là xe đạp bình dân, khoảng 100 triệu thì gọi là kha khá. Đấy, cho nên là xe đạp đua thì trọng lượng các cái bộ chuyển động rất là cao cấp là thứ nhất. Và thứ hai là khung rất là nhẹ so với các cái xe đạp khác, bởi vì nó là đua thì nó thiên về giảm trọng lượng. Đó là ưu điểm. Và đi rất là nhanh, đi rất là lướt, đi xa được là khoảng 20 cây bình thường. Ưu điểm là vậy. Toàn là xe road thôi anh ơi, anh Hiệp ơi. Trên TV đua là người ta sử dụng xe road hết anh nhá, là xe đạp đua dạng này như này này, nhưng mà cao cấp lắm, toàn xe 30 triệu, 50 triệu cho đến hơn 100 triệu thôi. Và em sẽ đi đến nhược điểm của dòng xe này. Thứ nhất là xe thiên về đua, cho nên là lắp phụ kiện là hầu như không có, không thể lắp được chắn bùn, không thể lắp được gắp ba ga, không thể lắp được đèn pin, không thể lắp được chuông. Nói chung là những cái phụ kiện mà dành cho xe đạp thông thường thì rất ít lắp được. Đấy, nhưng mà xe đạp này thì trang bị rất là nhiều giá lước. Đấy, thường là xe đạp đua sẽ trang bị hai chỗ giá lước, một ở gióng đứng và hai là ở gióng chéo, để cho vận động viên đi xa chứa được nhiều bình nước hơn, để uống được nhiều hơn. Đấy là nhược điểm, là không lắp được phụ kiện nhiều, hầu như là không lắp được phụ kiện gì. Nhược điểm thứ hai là đi sóc, bởi vì tất cả các loại xe đua đều không có giảm sóc, cho nên là đi rất sóc. Bánh này còn bé nữa, chứa được ít hơi, độ giảm sóc ít, cho nên là đi sóc. Được nhược điểm, nhược điểm thứ ba là đối với những người không quen thì khi mà điều khiển cái tay cong này thì nó sẽ bị vươn hơn cái tay bằng. Các bác để ý, nếu như là từ Yên cho đến đây, nếu mà tay bằng thì chúng ta cầm tay ở vị trí này, còn nếu tay cong chúng ta phải vươn ra một tầm nữa. Thì khi mà cầm những cái tay cong dạng này thì những người mà mới đi xe đạp rất loạng choạng và thậm chí là bị ngã trong những cái lần đầu tiên. Đấy là rất khó điều khiển. Và cái thứ hai là phải phù hợp với những người cao. Những người cao thì mới nên đi xe road, còn những người thấp thì không nên lựa chọn xe road đi làm gì. Những người thấp thì nên lựa chọn địa hình hoặc là touring tùy theo vào mục đích sử dụng của các bác. Nhược điểm thứ tư đó là các cái đồ sửa chữa này thì đắt hơn những cái đồ bình thường. Thế thì tóm lại, ai nên lựa chọn xe road? Theo cá nhân của em thì những người nên lựa chọn xe road là những người thích đi cái dòng xe đạp nó thể hiện sự lam tính, sự manly. Rõ ràng là đi một con xe đạp đua thì nhìn nó hoành tráng nhất trong các dòng rồi. Cũng như là đi xe máy ấy, mình cưỡi lên một con phân khối lớn sport, tay lái gục xuống, đúng không? Dòng sport ấy, dòng xe đạp đua sport bike ấy thì rất là nhìn rất là hoành tráng so với mình cưỡi một con Uây hay là một con Gem, dòng mà đi trong phố. Các bác cứ hình dung như là xe máy thì Uây Gem là dòng touring. Còn ví dụ như là dòng xe đua, xe máy đua ấy, dòng mà sport bike ấy thì là dòng xe đua của xe đạp. Còn dòng địa hình thì nó như kiểu dòng cào cào leo núi, xe máy leo núi ấy. Đấy thì cưỡi lên thì nhìn rất là nam tính, rất là manly. Đấy là ưu điểm thứ nhất. Thứ hai là xe đạp đua thì nó giúp cho cái người đạp thì nó có quãng đường đạp xa hơn, đạp dài hơn, và để cái tốc độ của nó thì là nhanh nhất trong các ba dòng xe là MTB, touring và road, thì là road là đạp nhanh nhất. Đấy. Nhưng mà nhược điểm của nó thì giá thành thì đắt nhất. Đấy thì nó sẽ phù hợp với cho các bác là đã đi quen xe,
cái chiếc xe này của các bác là nên lựa chọn xe road, là thứ nhất chiều cao của các bác phải từ 1m65 trở lên thì hãy lên lựa chọn xe road, 1m65 cho đến 1m8 thì hãy lên lựa chọn xe road để đi. Thứ hai là các bác đã đạp qua nhiều dòng xe hoặc ít nhất phải sử dụng qua một xe rồi, đi xe đạp thành thạo, đi xe đạp thể thao thành thạo và bắp chân phải to rồi, cho nên là các bác hãy lựa chọn xe road, còn nếu mới đi xe đạp đừng nên lựa chọn xe road. Cái thứ ba là các bác am hiểu về xe. Cái thứ tư là để lựa chọn xe road thì các bác để mục đích là đi đạp xa, đi bơi, thì đi đua bơi hay là đi đạp từ 10 cây trở lên, 10, 15 cây thì các bác lựa chọn xe road. Và để mục đích rèn luyện thể thao, đi có đồng đội thì nên lựa chọn xe road. Còn nếu mà đi phượt thì chọn touring, đi béo quá mà muốn giảm cân thì chọn MTB. Đấy, thì cái livestream nó đã dài rồi thì em cũng nói sơ qua là những cái lý do để chọn dòng road hay là dòng touring hay là dòng MTB. Đây là MTB, touring và road là xe đua đấy. Thì những cái lý do ưu nhược điểm của các dòng thì các bác cũng em cũng đã nói qua hết, thì các bác tự đánh giá xem là cá nhân mình với cái mục đích sử dụng là gì, chiều cao cân nặng của mình là bao nhiêu, và cái đòi hỏi với chiếc xe là có cần nắp phụ kiện nhiều không, có đi xa nhiều không, hay đi gần, hay đi tốc độ cao hay tốc độ nhanh, thì tùy các bác lựa chọn. Vâng, và video livestream thì đã dài, em cũng đã giải thích gần như cặn kẽ hết các cái dòng ưu nhược điểm của các dòng và lý do lên lựa chọn xe road hay touring hay là địa hình cho các bác tham khảo. Thì các bác hãy tự đánh giá xem là với cá nhân mình thì nên lựa chọn dòng xe nào. Và em là kiêng xe đạp. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái bài viết, các cái video nói về xe đạp thể thao nói chung thì ở trên Facebook các bác hãy kết bạn với em qua tài khoản kiêng xe đạp. Còn ở trên YouTube thì các bác hãy tìm xe đạp Hải Phòng và ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất. Ngoài ra em còn bán đồng hồ Nhật bãi. Ở trên Facebook các bác tìm Kiên Đồ Cũ. Còn ở trên YouTube các bác cũng tìm Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ em có lấy từ đồng hồ từ bên Nhật sang, như các cái mẫu như Seiko, Orient và Citizen. Các bác nếu quan tâm thì hãy tìm trên Facebook và YouTube Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong những cái livestream lần sau. Xin chào tạm biệt các bác đang xem livestream của em ở trên Facebook. Hẹn gặp lại các bác trong những livestream lần sau. Em là Kiên Xe Đạp. Xin chào tạm biệt các bác.